Top 3 mẫu loa vintage, mua mà không phải nghĩ. Sự đa dạng phong phú của những mẫu loa active và loa không dây ngày nay luôn hấp dẫn rất nhiều người dùng hiện đại. Trong số đó là những người trẻ, những người mới bước vào con đường audio. Tuy nhiên, khi đã trải nghiệm một thời gian đủ lâu, bạn có thể sẽ muốn tìm về những chất liệu vintage ngày xưa như vinyl, cassette hay băng cối. Và sự thật là xu hướng vintage đã trở lại những năm gần đây với đầy đủ những giá trị cốt lõi kết hợp cùng các công nghệ tiên tiến hiện đại mới. Nói đến phong cách vintage thì không thể bỏ qua ba cái tên kinh điển JBL, Klipsch và Wharfedale. Cả ba thương hiệu không chỉ đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của thế giới high-end audio, họ luôn liên tục phát triển, cập nhật những tiến bộ mới về công nghệ kỹ thuật và chất liệu. Tuy nhiên, điều đáng trân trọng là cả JBL, Klipsch và Wharfedale luôn giữ cho mình chất liệu và phong cách của những dòng loa xưa, kết hợp hài hòa với những kỹ thuật mới. Wharfedale Linton Heritage. Là mẫu loa có thiết kế đậm chất vintage, cực kỳ thành công trong những năm qua. Đôi loa sở hữu thiết kế retro hoài cổ, dựa trên nguyên bản và các thế hệ loa Wharfedale nổi tiếng thập niên 70 như W70, Denton, Linton 2, Linton 3, Linton 3XP. Linton Heritage sở hữu cấu trúc thùng reflex, chất liệu được làm từ gỗ ốc chó hoặc gỗ gụ với những đường vân đẹp mắt, đúng chất cổ điển. Linton Heritage sở hữu driver woofer cone mang Kevlar, driver mid cone mang Kevlar 5" và tweeter dom 1". Hai cổng thoát hơi được hãng bố trí ở mặt sau, giúp tạo độ nổi khối và sức căng cho tiếng bass khi hoạt động. Phần mặt e căng của sản phẩm được làm từ lưới tản nhiệt, giúp che chắn bụi cho các driver và phần nào đó giúp cho sản phẩm trông nổi bật hơn khi setup ở trong phòng. Nếu bạn có ý định setup hẳn một hệ thống đúng màu vintage, chúng tôi đề xuất chọn những model ampli đèn cổ điển chạy bóng EL84 như HH Scott 222, 229, Pilot SA 231, Echo HF81. Các kỹ sư của Feral đặc biệt chú ý đến màu rộng cho driver tweeter, hướng đến một dãy cao chi tiết nhưng ưu tiên về độ mượt, chất tự nhiên, trong khi trung âm sẽ làm điểm nhấn mang màu âm vintage và dãy âm trầm phải đậm đà, tròn đầy. Xét trên mọi phương diện, Wharfedale Linton Heritage hoàn toàn xứng đáng là đôi loa tốt nhất trong tầm giá, đồng thời mang lại một giá trị hoài niệm rất đặc biệt đối với những người yêu thích thiết bị âm thanh. Linton Heritage thực sự phù hợp và có thể lấp đầy âm thanh cho những không gian phòng nghe vừa và nhỏ với mức giá 35 triệu đồng, bao gồm cả chân kê. JBL L100 Classic. Sau mẫu loa vintage của Anh Quốc, chúng ta đến với chất vintage nhưng giàu năng lượng của xứ sở cờ hoa. Đôi loa JBL L100 Classic, đây là mẫu loa được làm mới lại hoàn toàn dựa trên nguyên bản cũ JBL L100 Century, với thành tựu khởi nguồn là một trong những cặp loa bán chạy nhất mọi thời đại. Trải qua nhiều thập kỷ, đến nay JBL L100 Classic là một cặp loa có nét hoài cổ nhưng luôn phù hợp với dòng chảy của thế kỷ 21. Mặt trước của JBL L100 Classic được thể hiện bằng một tấm e căng bọt quadrex kinh điển, có hình dạng các kim tự tháp liên kết với nhau. Các màu sẵn có như đen, xanh nước biển và cam. Các nút xoáy L-pad cho người dùng điều chỉnh mức âm cao và âm trung cũng được đặt ở trước mặt. Nói chung, các cặp loa này trở lại không nhiều những thay đổi về mặt ngoại hình so với thiết kế nguyên thủy. L100 Classic là cặp loa 3 đường tiếng được thiết kế bởi ông Chris Hagen, nhà thiết kế lâu năm của JBL. So với dòng loa cũ L100, ông Hagen cho biết mình đã cải tiến lại rất nhiều yếu tố. Tất nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là củ loa và mạch phân tần. Mẫu loa này sở hữu driver tweeter dom titan 1" kết hợp với họng kèn được tối ưu hóa âm học, giúp tạo góc phủ âm tối đa cho dải treble. Trung âm gồm driver mid-con mang bột giấy nguyên chất 5 inch. Về mặt giải trầm, đây là một đặc sản trứ danh của L100 Classic. JBL đã trang bị driver woofer con mang bột giấy trắng tinh khiết với kích thước 12 inch, dùng hệ thống 500 kép với sự hỗ trợ của cổng thoát hơi Bass Reflex ở mặt trước. JBL L100 Classic có dải tần đắp tuyến ấn tượng từ 40Hz đến 40kHz với độ nhạy 90 dB. Ngày nay, các thiết kế loa cố gắng cho ra được dải tần rộng nhất, độ phân giải chi tiết cao nhất và sân khấu âm thanh lớn nhất. Họ sử dụng các kỹ thuật và giải pháp cụ thể để đạt được điều đó, và JBL Classic 100 cho thấy chúng đều đáp ứng được các yếu tố này. Khả năng trình diễn của JBL L100 Classic nằm ở mức ấn tượng và cực kỳ lôi cuốn, nhưng để khai thác tối đa hết sức mạnh của loa thì bạn cần nhiều không gian hơn. Vì thế nên JBL L100 Classic sẽ thực sự hòa hợp với những không gian phòng nghe rộng có diện tích trên 50 m². Nếu bạn muốn một trải nghiệm mạnh mẽ, uy lực cùng khả năng mở rộng âm hình sân khấu tuyệt vời thì L100 Classic sẽ là lựa chọn tốt nhất với mức giá khoảng 70 triệu đồng. Klipsch Forte III. Cuối cùng là Klipsch, một thương hiệu audio có lịch sử lâu đời nhất của Mỹ và cũng là thương hiệu thành công vượt trội trong việc duy trì một dải sản phẩm phong phú từ những dòng loa high-end, phong cách vintage, loa hi-fi, loa xem phim, loa di động thông minh và cả tai nghe. Những giá trị mà Klipsch đã và đang tạo dựng đều là những di sản trong hơn 70 năm qua. Khi nhắc đến Klipsch, hệ thống cha ông của chúng ta có thể nhớ đến Klipschorn. Nhưng ở thế hệ ngày nay, Klipsch Forte III mới là cái tên thiết thực nhất dành cho hầu hết các không gian phòng nghe vừa và nhỏ. Klipsch Forte III có ngoại hình to lớn hơn so với Clinton hay L100 Classic bởi vốn dĩ nó đã như thế từ lần đầu ra mắt vào năm 1985. Thiết kế của Forte III thanh lịch nhưng ẩn bên trong là hiệu suất cực kỳ dồi dào uy lực. Thùng loa của Forte III mang nét đặc trưng của dòng Heritage với sắc màu tự nhiên theo phong cách cổ điển được hoàn thiện thủ công tại Mỹ. Klipsch luôn nhận ra vai trò tối quan trọng của một đôi loa, ngoài driver chính là kết cấu thùng, thậm chí đó chính là nền tảng quan trọng nhất. Đội ngũ những nghệ nhân ở Hope, bang Arkansas đến các kỹ sư ở Indianapolis đều ý thức được tầm quan trọng này. Forte III sở hữu loa woofer 30 cm và có một loa bass thụ động 4 tấc phía sau. Kỹ thuật này được Klipsch gọi là More Def, Less Dip, là dù hậu loa ngắn nhưng âm bass trầm vẫn đủ đầy nhờ thiết kế loa theo nguyên lý này. Độ nhạy của loa lên đến 99 dB là một đặc điểm truyền thống của dòng Klipsch Heritage. Nhờ vậy, nó có thể phối ghép với ampli đèn và các ampli công suất thấp. Dải trùng và cao của loa đều được sử dụng loa củ nén với diaphragm mang titan đặt trong các họng kèn Tractrix Horn, vốn dĩ là di sản của Klipsch. Chính các cặp driver này đã tạo nên một dải có tính định hướng, độ phủ lớn, tự nhiên và một sân khấu có điểm ngọt rất rộng. Nếu bạn có một lợi thế về mặt không gian thì Klipsch Forte III hoàn toàn xứng đáng để bạn có thể thêm vào danh sách. Âm thanh mà Forte III mang lại là một âm thanh tinh tế, lịch lãm với hài âm tái tạo chính xác, nền âm tốt và ổn định, đặc biệt là âm hình sân khấu rộng mở đúng nghĩa. Klipsch Forte III có mức giá ổn định khoảng 79 triệu đồng và bạn chỉ cần một mẫu ampli đèn tích hợp cùng chiếc mâm than là hoàn tất một phối ghép vintage đúng nghĩa.